Hồng Loan chuẩn bị ra mọi người ơi, chuẩn bị Hồng Loan chị đây ra báo tin vui chiến thắng mọi người ơi. Bây giờ bà con nó tập trung rất đông luôn nè. Bây giờ bà con tập trung quá đông nè, thấy chưa? Còn ve kìa. Kết quả như thế nào thì chờ cái chị Loan nghe. Thế nào ơi? Bảo xã nó phải không? Đứng xuống, ông mình nhớ nó một cao đèn phải không? Này con ve rất là hóng hách không mọi người ạ. Thấy bà cọt xèo này, con ve này thấy chưa? Thấy cái mặt buồn quá rồi. Rồi chắc là thua rồi. Mặt kỳ quá hả? Mặt buồn quá. À cô Sáu đang đi ra. Cô Sáu đi ra nè. Sáu kia. Cô Sáu kìa đó, Kim Thoa. Cô Sáu sợ có lên xe mọi người. Ở đâu dám ra đây. Xe vô đó. Cô Sáu tháo chạy lên xe sợ. Con nói là có cái mập nè, con nghe chứ. Fan của chị Loan là nó bắt con. Xe ra. Xe cô Sáu ra rồi mọi người. Khán giả đang đồng loạt kêu mẹ con của bà Sáu là phải sau kê nha. Rồi xe ra rồi. Hô lên đi. Đi theo. Quá đông. À bán coi đó. Một số cô khán giả rất là bức xúc nha. Muốn mở cửa xe nếu không tôm bả luôn á. Bỏ trốn. Bây giờ chị Loan với chị Ni ra báo tin vui mừng chiến thắng nhà số 5 quý vị ơi. Ô bà con đây tập trung ở đây rất là đông luôn. Mấy chú xe ở đây cũng khá là đông mọi người. Con cô Sáu phải tháo chạy chứ. Xe đó là xe mẹ con. Đúng rồi, không dám bước xuống sợ bị ném bóng tôm đúng không? Xe đã tập trung xe để mà xử lý khu vực này. Chị Loan chị Ni sắp ra rồi mọi người ơi. Mừng chiến thắng nhà số 5 nha. Thấy vợ chồng anh Tí Trâm đang chờ ngoài này nè. Tí Trâm trông chổng á. Quá đông vui rồi. Có người pha hâm mộ chửi con ghê luôn á chị ơi. Ghê không? Cho bả 100 điểm đi mấy chị. Về rồi. Mới quẹo rồi nè. Về rồi chút. Bỏ chạy ra, sợ bị ném mất con. Về bỏ chạy ra. Đi ra. Mọi người cho mình like, mình chia sẻ cả nhà ơi. Phương ra, Phương đầu tiên. Vô trong đứng anh chị ơi, xe chạy á. Rồi.
quá vui, quá vui, quá vui. Vui quá cả nhà ơi. Rồi chị Lan, chị Lan. Từ từ thôi. Ô, chị đây đẹp quá. Ô. Từ 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 cho tí. Té chị Lan ơi. Lan ra đi. Chúc mừng chị Lan nha. Từ từ đừng có xô, đừng có xô. Rồi chân hoàng cái đi, chân hoàng cái đi. Té nè, té rồi. Loan quá vui rồi. Nãy đang nắm tay chị Loan rất chặt luôn nha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Vô luôn, vô luôn tiền luôn. Vô luôn, xe xe luôn. Vô tiền luôn. Vô đi. Vô luôn, vô luôn. Rồi. Bao nhà hàng hết tiền luôn. Rồi, chúc mừng chị đi. Mọi người ơi, mọi người. À, đây là quán cà phê, đây chị đây nói, đây chị đây nói. Không có nói gì được. Bây giờ là phải tôn trọng, tôi có quen tiếng thành tố tụng, với lại chờ tân tòa. Mà thì tất cả đều phải theo quy trình của pháp luật thôi. Chứ như chị không có phát biểu gì hết. Với lại hôm qua chị cũng dặn mọi người chị đâu có nói ngày gì đâu. Mọi người cũng thông cảm. Rồi bây giờ. Để bị trang quá rồi chị đây. Rồi, vô luôn. Rồi, vô luôn. Rồi, vô tí ơi.